chào các bạn, mình là Đồng Xuân Hùng, đại diện của công ty Phú Thái Kép. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình lắp đặt hệ thống cấp điện nguồn cho motor đè máy C12 cho tàu cá hiện nay. Đây chính là động cơ đè gắn liền với cả dòng máy C12 khi công ty Phú Thái Kép cung cấp đến khách hàng. Đây là chủng loại motor đè 24V, vì vậy các bạn chú ý khi mà mình lựa chọn cái bình cấp nguồn cho motor đè này đảm bảo đúng điện áp. Tiếp theo đó chính là cái phần dây cắp nguồn. Thì dây cắp nguồn sẽ bao gồm hai cọng dây cắp nguồn như thế này ạ. Một là cọng dây dương và hai là cọng dây âm. Các bạn chú ý cọng dây dương thì được gắn vào cái con ốc đè ở phía trên ạ. Còn cọng dây âm sẽ gắn vào phía dưới ngay ở phía phần đầu ra của motor đè. Một điều chú ý tiếp theo nữa đó là về cái tiết diện của cái dây cáp nguồn này. Thì tiêu chuẩn của hãng đưa ra đó chính là 70-90 ly. Thì các bạn chú ý khi mà mình mua cái cọng dây cáp nguồn này phải đảm bảo cái tiết diện đúng theo cái tiêu chuẩn của hãng để đảm bảo khi mà chúng ta đè nhiều dây sẽ không bị chảy. Khi mà lắp đặt cái cọng dây cáp nguồn cung cấp nguồn đến cho motor đè thì cũng chú ý thêm một điều nữa là chúng ta phải gắn bình tới một cái cầu dao trung gian. Cầu dao trung gian ở đây có tác dụng đó chính là khi mà không sử dụng đến nguồn điện để đè cho động cơ thì chúng ta sẽ ngắt cầu dao xuống để dòng điện sẽ không chờ ở cốc đè, đảm bảo cho cốc đè hoạt động luôn luôn tốt và không bị dính khi mà chúng ta tiến hành đè nhiều lần. Về bình điện cung cấp nguồn cho motor đè, công ty Phú Thái Kép khuyến cáo khách hàng nên sử dụng bình chính hãng của Kép để đảm bảo cái dòng điện luôn luôn ổn định và điện áp cũng luôn luôn ổn định, không bị sụt áp khi mà chúng ta tiến hành đè nhiều lần cho máy. Vâng, xin cảm ơn.